Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hôm nay Quyền Trang sẽ về khu dân cư của cầu Long Hải Yến của xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một căn nhà đẹp này nha. Vừa đẹp mà em thấy là anh chị vừa ở mình hưởng thụ nghỉ dưỡng được cũng ngon lành ha anh chị. Tại vì Quyền Trang thấy cái không gian nó khá là rộng luôn, nó diện tích rất là rộng luôn nha. Thì chủ nhà đang kêu với giá là hơn 3 tỷ nhẹ tí xíu thôi, và giá cả là sẽ còn thương lượng, thì anh chị hãy đón xem cùng Quyền Trang nhé. Đó, trời anh chị ơi, nhìn thấy nhà kiểu mà thiết kế cao cấp á anh chị, vô là mình cũng bị ghiền luôn á. Thì chủ nhà này nè, cùng chủ với cái căn nhà mà 1 tỷ 350 ở bên ấp 3 xã Trung An mà đường ô tô vô tới mà Quyền Trang quay cho anh chị ở tập trước á anh chị. Thì anh chị nghĩ xem, một căn bên kia là 1 tỷ 350 nha, và căn này của mình chính xác luôn là 3 tỷ 3 mà giá cả còn thương lượng. Hai căn chênh lệch nhau 2 tỷ nha anh chị, nhưng mà cùng một chủ luôn. Thì anh chị hãy xem sự khác biệt nó nằm ở đâu nha. Thì trước tiên á, ở đây là cũng thuộc về ấp 3 của xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, nhưng ở đây á là cái đường, con đường nó bự hơn rất là nhiều luôn anh chị. Ở đây gọi là khu dân cư cầu Long Hải Yến nha. Thì anh chị thấy nè, nhà cửa xung quanh mình rất là đông. Ở đây là có mấy lô người ta đã mua hết trơn rồi. Và nhà cửa nè anh chị thấy nè, ở rất là đông luôn ha. Và đường xe này là xe 16 chỗ vô được luôn, đường vi vu luôn, xe ô tô đậu trong nhà luôn ha. Cái không gian thì nó rộng hơn, con đường nó cũng đẹp hơn. Và đường này anh chị đi ra ngoài đường Trần Văn Hiển thì cũng gần hơn nữa. Đó, anh chị nhìn xem. Ở đây thì Quyền Trang nghĩ là thích hợp cho anh chị mình mua về để mà mình nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng đâu nè. Trời ơi, nhà hàng xóm của mình nè anh chị. Đó, rất là yên tĩnh ha. Rồi thì đây là căn nhà mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình đây. Nhà của mình á anh chị. Phương ơi, cho em, cho chị mượn tờ giấy hay Phương. Nhà của mình á anh chị, với bề ngang á là 4m55, hậu của mình á là 7m7 ha. Đất của mình nó sẽ nở hậu ra từ từ, và chiều dài của mình á là nó khoảng 22m rưỡi. Thì anh chị xem nè. Nè, ở bên này là của bên hàng xóm nha. Của mình thì từ tính từ ở đây thôi. Căn nhà của mình là nó nở hậu ra từ từ ha anh chị. Đây thì đây là cái căn nhà mà Quỳ Trang quay cho anh chị xem đây. Với tổng diện tích miếng đất của mình á là 149m2 nha. Diện tích đất á là 149m2, trong đó bề ngang của mình á là 4m55. Thì anh chị thấy nè, ngay cái cổng của mình là 4m55, sau đó nó sẽ nở hậu ra từ từ. Hậu của mình là 7m7 luôn. 7m7 số cũng đẹp nữa ha. Chiều dài thì là 22m rưỡi, chiều dài cũng rất là ổn áp luôn anh chị. Thì trong đó của mình sẽ có 130m2 thổ cư nha. Nhà của mình sẽ có giấy tờ sổ hồng đầy đủ, có chủ quyền nhà đầy đủ luôn. Thì diện tích sàn của mình á là 78m2. À, diện tích xây dựng là 78m2, còn diện tích sàn là 167m2 ha. Nhà mình thì xây rất là đẹp và thiết kế hiện đại luôn. Anh chị hãy cùng Quyền Trang vô tham quan căn nhà này nha. Đây, anh chị hãy cùng tham quan căn nhà 3 tỷ 3 nó sẽ như thế nào nha. Giá cả thì mình còn thương lượng nè. Đó, trước tiên là anh chị sẽ có một cái thềm, một cái sân, chứ một cái sân, khoảng sân rất là rộng luôn, cho anh chị mình đậu xe ô tô thoải mái ha. Đó, diện tích rộng ra từ từ nè, cho nên nó là bên hông á, anh chủ ảnh có thiết kế một chút cái cảnh quan. Ở đây mà Quyền Trang nghĩ vào buổi chiều á, anh chị đặt thêm một cái ghế gỗ ở đây nữa là gia đình mình ngồi đây là uống trà là cũng nhẹ nhàng thoải mái luôn ha anh chị. Đó, đó là một cái không gian nó để mà mình tận hưởng nè. Đấy anh chị xem, rất là đẹp luôn, nhìn thiết kế rất là thích ha. Đấy, đây là bên hông nữa nè. Đó, nở hậu ra từ từ ha anh chị. Đấy, có mấy cái này nữa nè, kiểu mình rất là thích nha. Anh chị đi lọt không, chứ em đi không lọt cái chỗ này. Đấy, rồi ở ngoài nè anh chị. Nói chung là được dán ốp gạch đồ đều rất là cao cấp và hiện đại luôn. Rồi bây giờ hãy cùng Quyền Trang ngắm nha. Đây, nhà mình sẽ có một trệt và một lầu ha anh chị. Đó, rồi bây giờ mình cùng đi tham quan thôi. Đây, khu nhà của mình thì bên này thì Quyền Trang thấy rộng nha. Diện tích nó cũng rộng hơn nữa nè. Đây là khu vực phòng khách của mình nè ha. Được xây là nói chung là cửa nhôm sinh pha đồ, hệ thống năng lượng mặt trời đồ. Nói chung là làm thì rất là cao cấp luôn. Khi nào anh chị đi xem thì mình sẽ xem xét kỹ hơn ha. Đó anh chị xem. Ở tầng trệt của mình thì em thấy là sẽ có một phòng khách nha, nhà bếp nè, và ở ngoài sau là nhà khu vực phòng sinh hoạt, cái nhà vệ sinh chứ. Ở đây thì phòng ngủ nè. Đó, anh chị nhìn xem. Đây, không gian rất là rộng rãi luôn. Đó, nhìn cưng quá ha anh chị, rất là dễ thương, gió lùa rất là mát luôn.
Đó, cửa cầu thang đi lên nè. À, đây là cái khu vực phòng ngủ của mình nè, tính từ bên này đi qua bên này ha. Nhà mình ở hậu mà. Đây ở ngoài sau mình có một cái sân nữa nè. Đó anh chị nhìn xem. Này, anh chị đặt một cái bộ bàn ghế ở đây rồi mình uống trà, mình nhâm nhi đồ cũng ngon lành ha anh chị. À, có thêm giàn hoa nữa là tuyệt vời luôn. Này, rồi thì bên này là khu vực phòng, cái cầu thang của mình nữa nè. Nó ở dưới là cũng làm thêm một cái tiểu cảnh nho nhỏ nữa ha. Đó, sau này anh chị mà mình thích hồ cá đó thì anh chị có thể đặt thêm một cái hồ cá ở đây nữa cho nhà mình sinh động hơn. Còn đây là bên khu vực nhà bếp nè anh chị. Trời ơi, cái nhà bếp nhìn ở ngoài nha bằng mắt thường á anh chị, nó đẹp và nó sang hơn rất là nhiều luôn. Những cái màu nâu này nè, nó những cái ánh đèn nó ánh nâu này nè, trời ơi, nhìn nó rất là xịn luôn á. Em thấy cái này mà để bếp không thì nó hơi uổng nha. Đó, những cái tủ này mình nên được trưng rượu hay là mình để những cái túi đẹp được. Ừ, anh chị thấy không, rất là sang luôn á. Này, nhìn cưng lắm anh chị ơi, rất là thích luôn nha. Đó thì mình có một nhà bếp ở đây. Wow, cổng vòm rồi ha anh chị. Còn đây là khu vực phòng ngủ của mình nè. Nó một căn phòng ngủ rất là rộng luôn nha. Và phòng ngủ của mình là sẽ nhìn ra sân vườn luôn. Đây anh chị xem. À, màu đèn nó hơi tối nha. Đây. Đó, khu vực ở ngoài trước là khu vực phòng khách ha anh chị. Đó, phòng khách rồi tới bếp. Bếp rồi tới phòng ngủ ở đây. Đó, nhìn rất là cưng luôn. Rồi, ở ngoài sau mình khám phá ngoài sau có gì nha. À, khu vực ở đây của mình là sẽ là cái chỗ mà mình giặt đồ rồi nè ha anh chị, hoặc là mình rửa chén rồi cũng được ha. Đem ra đây dự cửa bự bự rồi nè ha. Đó, tủ quần áo rồi cũng quên. Máy giặt rồi để khúc này được nè. À. Ở đây là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh của mình ở bên này. Đó. À, tắm á là mình sẽ có máy nóng lạnh luôn nha, hệ thống năng lượng mặt trời á anh chị. Đó. À, cái khu ngoài sau cái khu nhà ngoài sau á em thấy cũng khá là rộng luôn á. Đây. Đó. Cưng lắm nha. Rồi bây giờ hãy cùng Quyền Trang đi ngắm ở trên lầu coi nó có gì nha. Đó, anh chị nhìn xem. Ồ, tuyệt vời chưa anh chị? Thì Quyền Trang xin nhắc lại nha, nhà của mình chủ đang kêu với giá là 3 tỷ 3 và giá cả là mình sẽ còn thương lượng. Nhà thì sẽ có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ hết luôn. Wow. Cưng quá. Này, Quyền Trang chưa có đi lên, bây giờ em sẽ đi lên em khám phá trên này có gì ha. Này. Wow. Nhìn cưng quá ha anh chị. Đó, cửa sổ ngập tràn luôn, gió đầu không khí rất là nhiều luôn. Ở trên này xây những cái cổng vòm á, nhìn nó kiểu nó có một cái gì đó nó lãng mạn nha. À, đây là căn phòng ngủ thứ hai của mình này nha anh chị. Đấy, một căn phòng ngủ thứ hai. À, ở ngoài trước này á là chỗ mà anh chị có thể làm phòng thờ đồ này ha anh chị. Đó mình thờ đồ. Nhìn ra rất là đẹp luôn ấy. À, có cái sân ngoài này nữa anh chị. À, có cái sân ngoài này nữa nè. Ồ. Ở đây á, mình làm thêm một cái phòng nhỏ cũng được ha. Này, cái sân của mình ở ngoài này. Đấy. Đó anh chị nhìn xem, có một cái ban công ở ngoài ha, mình nhìn ra hàng xóm đâu nè, nó không gió đâu. Này, đây là khu vực ở hàng xóm xung quanh mình đó anh chị. Kế bên hàng xóm là một vườn cây trái ha, rất là mát để mà mình hưởng ké nè. Vậy là em thấy là ở trên lầu á nha, trước tiên á là mình sẽ có một phòng ngủ gọn gọn nha, và một phòng giống như là để mình làm phòng thờ nữa nè. Đó, còn anh chị không thờ thì mình làm một cái phòng nhỏ cũng được. Đó, anh chị xem. Rồi tiếp. Ủa, ở đây. À, trời ơi. À, căn phòng này là có nhà vệ sinh trong phòng luôn. Wow, dễ thương lắm anh chị. Trời ơi, cưng quá vậy. Cưng thế. Wow. Cưng quá. Đẹp quá anh chị ơi. Kiểu mà nhìn nhìn nó bắt rất là bắt mắt á. À, nhà tắm nhà vệ sinh ở đây ha. Đây. Đó, có cửa sổ thông rồi nha. Đấy. À, đây nè anh chị. À, một phòng ngủ ở đây ha. Phòng này thì có nhà tắm, nhà vệ sinh trong phòng luôn. Đó. Đấy.
Rồi bây giờ mình đi tiếp những cái qua bên kia tiếp nha. Vậy là mình sẽ có 3 phòng ngủ rồi, 2 nhà vệ sinh rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tiếp bên này. Bên này có một cái ban công gọn gọn ở đây ha. Đấy. Wow. Ôi, phòng này bự quá anh chị ơi. Wow, trời ơi, cái phòng nó bự dữ vậy. Wow. Vậy là nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ. Nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh luôn. Wow, cái phòng này thì trời ơi, nó siêu rộng luôn ấy, nó bằng 2 căn phòng luôn anh chị xem nè. Wow. Ở bên này thì mình cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh nha, gió rất là mát luôn. Đó anh chị xem nè. Đó, hệ thống năng lượng mặt trời hết nha anh chị. Đấy, em đây. Đấy, rồi, ở đây mát quá giờ. Thì ra là gió ở cái chỗ này. Anh chị xem. Đây là cái ban công của mình nè. Trời, ở đây á anh chị là một cái ghế lười, mình nằm ở đây mình hóng gió ngoài này cũng được ha. Ồ, em đang đi buổi trưa nha anh chị mà gió rất là đen, rất là mát luôn á, nó bay rất là mát luôn. Mình nhìn qua hàng xóm nè, ké vườn dừa của hàng xóm. Đấy, anh chị thấy căn này như thế nào ta, kiểu mà để mà mình nghỉ dưỡng luôn á anh chị. Đó, nghỉ dưỡng tại thành phố Mỹ Tho, một căn nhà nghỉ dưỡng và hưởng thụ. Đó, trời, cái phòng nè, không gian mở đâu ha. Đó, trời rất là rộng. 3 cái cửa luôn, 2 cái cửa. Ở đây là nhìn ra đây. Đó, nhìn xuống dưới này. Wow, phòng này cực kỳ rộng luôn nha. Đó, anh chị thấy căn nhà này như thế nào ta? Nếu anh chị thích đó, thì hãy đi xem ha. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ đi xuống nhà, em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem. Cho chị mượn định vị đây Phương. Một lát Quyền Trang sẽ quay đường đi ra cho anh chị xem ha. Nhà mình sẽ nằm ở hướng đây. Nhà mình nằm ở hướng Tây Bắc nha anh chị. Nhà hướng Tây Bắc. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem. Qua đây đi. Đây. Anh chị xem nè. Hai màu nha, để Quyền Trang kiếm mát nè, chỗ nào mát nè. Anh chị thấy chưa ta? Đó, anh chị thấy chưa? Đây nè, vị trí của nhà mình đó là sẽ gần với đường Trần Văn Hiển hơn nha anh chị. Đó, đây là thuộc về khu dân cư. Ủa? Lộn cái màu xanh này nha anh chị. Đây, cầu Long Hải Yến nè anh chị, cầu sân cầu Long Hải Yến nè, thì nhà mình ở đây, nhà mình là thuộc về khu dân cư cầu Long Hải Yến nha. Ở đây mà anh chị đi ra đường Trần Văn Hiển thì nó khoảng tầm chừng 200m hơn tí xíu thôi, thì ở đây anh chị đi khoảng 2 cây cho đến 4 cây đi nha là mình sẽ tới siêu thị nè. Anh chị thấy chỗ khu vực đông dân cư không? Đó, đây là siêu thị nè anh chị, rồi chợ đêm ở bên này nè, phòng khám đa khoa, chợ đêm Mỹ Tho rồi nè ha, rồi bệnh viện 120 rồi nè, đường Nguyễn Công Bình nè anh chị. Rồi bên khu này là khu trường chuyên nè, và khu ở đây là khu cụm khu công nghiệp nè. Nói chung ở vị trí ở đây thì nó rất là sầm uất luôn, anh chị đi đâu cũng gần hết nha. Và ở đây sẽ cách bến xe miền Tây trung bình là khoảng tầm chừng 60 đến 65 cây số, anh chị về đây thì khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Nhà mình em xin nhắc lại một lần nữa nha, nhà mình với tổng diện tích là 149m², có 130m² thổ cư, có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ hết luôn, có chủ quyền nhà luôn, và diện tích xây dựng là 78m², trong đó diện tích sàn ở dưới và ở trên luôn là 167m² ha anh chị. Bề ngang của mình thì là 4m5, còn hậu của mình là 7m7, chiều dài là 22m5 nha. Đó, nhà thì giấy tờ đầy đủ hết luôn và chủ đang kêu với giá là 3,3 tỷ. Nhà sẽ nằm ở hướng Tây nha, có thổ cư, có chủ quyền nhà đầy đủ, giấy tờ đầy đủ hết luôn. Anh chị nào quan tâm thì hãy alo ngay cho Quyền Trang nha, và Quyền Trang sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Thì Quyền Trang thấy là nếu như anh chị nào mà mình thích nhà mặt tiền lộ nhựa để mà mình kinh doanh mua bán thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm chừng 4 tỷ thì mình cũng có một căn. Nhưng mà nhà thì nó sẽ là nhà cấp 4 đơn giản và cũ thôi, về mình phải xây lại, mình sửa chữa. Nhưng mà bên Quyền Trang cũng có, anh chị thích thì em sẽ dẫn anh chị mình đi
đi theo đi đi xem ha. Còn một căn nhà như thế này, nhà này thì ôi nó quá tuyệt vời rồi, đúng chất là để mà mình nghỉ ngơi, mình hưởng thụ nè. Không gian nó cũng rộng rãi trong lành nữa, mà nhà cũng đẹp nữa, với một cái thiết kế như thế này rất là xịn luôn. Rồi thì tùy theo anh chị thích như thế nào thì Quyền Trang có thể dẫn anh chị đi thêm coi thêm một vài căn, sau đó mình sẽ gặp trực tiếp với chủ luôn để mà thương lượng về giá cả nha. Giấy tờ thì bên Quyền Trang sẽ hỗ trợ anh chị từ A tới Z luôn nè. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha. Bây giờ em sẽ đi quay thêm nhiều cái căn đẹp khác nữa cho anh chị mình xem. Bye bye và hẹn gặp lại ha.